là cô gái hay mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Hôm nay chúng ta qua chương 16 phát hành hồ sơ thiết kế. Trong phạm vi của Revit Architecture Basic, chúng ta chỉ phát hành đến hồ sơ thiết kế sơ bộ thôi, là tương đương với đồ án ở trong trường của các bạn sinh viên. Thì dù rằng phần học đến đây là chỉ về hồ sơ thiết kế sơ bộ, nhưng các bạn vẫn có thể sử dụng Revit để các bạn làm hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật cho những công trình nhỏ được. Còn những công trình lớn thì các bạn cần phải có những công cụ quản lý tốt hơn, đó là những cái công cụ theo BIM mà chúng ta sẽ học ở trong phần Revit Architecture BIM. Tôi vào mục 16.1 tạo sheet list. Trong bước 1, tôi vào Tab Manage. Tôi gọi Project Information. Đây là công cụ chúng ta đã học ở chương 1. Thì trong hộp thoại Project Information này, các bạn có thể nhập những cái thông tin vào trước cũng được, hoặc các bạn nhập sau cũng được, không sao hết. Ở đây có Project Issue Day là cái ngày phát hành của Project. Project Status là trạng thái của project. Và chỗ project status này các bạn có thể chia ra là thiết kế sơ phát, thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật. Chỗ client name là tên của chủ đầu tư. Project address là địa chỉ của project. Project name là tên của project này. Project number là mã số của project do chủ đầu tư đặt hoặc do đơn vị tư vấn thiết kế đặt. Bây giờ tôi tắt nó đi. Trong bước 2, tôi vào tab view. Trong mục schedule, tôi mở nó ra và tôi chọn là sheet lists. Ở bước 3, tôi đem cái sheet number và sheet name qua bên tay phải như thế này. Sau đó tôi ok, tôi đè Ctrl và C chuột giữa để zoom lớn nó lên. Các bạn thấy bản chất một cái sheet list nó là một cái bảng schedule, cho nên nó được lưu trữ ở trong schedule như thế này. Hôm trước chúng ta đã tạo một cái sheet A101 rồi, cho nên nó xuất hiện trong bảng sheet list này. Bây giờ tôi delete cái A101 này đi, thì lập tức trong bảng sheet list nó mất cái A101 này. Ở bước 4, hình bên tay trái, tôi mới trở về sheet list. Trong panel Modify Schedule khoáng TT, tôi chọn là Insert Data Row. Tôi click vào nó một dòng, nó xuất hiện A102 anh em. Tôi đổi cái tiêu đề của nó là danh mục bản vẽ. Chỗ sheet number, tôi ghi nó là số bản vẽ. Chỗ sheet name, tôi đổi thành là tên bản vẽ. Chỗ A102 này, tôi sửa nó thành là KT101. Và cái mã số KT là kiến trúc. 1 là mã số của các cái mặt bằng, 2 là mặt bằng trần, 3 là mặt đứng, 4 là mặt cắt. 01 là bản vẽ số 01 của mặt bằng số 1. Thì các bạn kiến sư là nghe tới vụ việc standardize và cái mã số quá thì mặt bằng tái mét hết. Nhưng khi các bạn làm BIM thì các bạn lưu ý cái việc standardize này, và các bạn phải mã số cho nó để sau này các bạn mới quản lý theo kiểu hệ thống được. Chỗ mục tên bản vẽ, tôi đánh vào là mặt bằng tổng thể. Tôi có 5 cái bản vẽ mặt bằng, cho nên tôi click vào Insert Data Row 5 lần. Các bạn thấy cái số bản vẽ tự động nó nhảy lên tới 5 cho mình, đỡ được cái thời gian thay đổi cái số bản vẽ. KT102 là mặt bằng tầng 1 rệt. Tôi copy chữ mặt bằng này và tôi paste vào đây. Tôi đánh vào chữ là tầng 1 rệt. Tiếp tục, tôi copy chữ mặt bằng tầng và tôi paste vào chỗ KT103 và tôi đánh nó là tầng 2. Tiếp tục, tôi paste cái mặt bằng tầng 3 vào đây. Và KT105 là mặt bằng tầng mái. Tôi click ra bên ngoài. Sau đó tôi insert data row thêm một dòng nữa. Tôi sửa nó là KT201. Và tôi insert data row cho đến 203. Trong đây tôi sửa cái tên của sheet là mặt bằng trần tầng 1 trệt. Tôi copy chữ tầng 1 trệt xuống. Tôi đánh vào là MB trần. Và tôi Ctrl V. Tôi có mặt bằng trần tầng 1 trệt. Sau đó tôi copy chữ MB trần tầng và tôi paste xuống đây. Tôi đánh số 2 vào. Tiếp tục tôi paste xuống đây. Tôi có mặt bằng trần tầng 3. Sau đó tôi insert data row thêm một dòng. Tôi đổi cái số nó là KT301. Tôi đánh vào cái tên nó là mặt đứng trục 14. Thì các bạn lưu ý chỗ cách đặt tên của mặt đứng. Một số bạn thì đặt là mặt đứng chính, mặt đứng phụ, mặt đứng bên, bên trái, bên phải. Thì trong cái bản vẽ chúng ta có cái trục, cho nên tốt nhất là chúng ta đặt tên mặt đứng theo trục thì không bao giờ nhầm lẫn. Tôi insert data row thêm tới KT304. Tôi copy giữ mặt đứng trục và tôi paste nó vào đây là tới trục 41. Sau đó KT303 là mặt đứng trục AC và KT304 là mặt đứng trục CA.
Tiếp tục tôi insert Dataro thêm một dòng nữa. Tôi đặt nó là KT401. Tôi đặt tên nó là mặt cắt AA. Thì các bạn thấy khi chúng ta làm việc thì nên có những cái quy luật để sau này chúng ta quản lý cho nó tốt. Ở đây các bạn thấy KT nhóm đầu tiên cái số 1 á, KT1 á là mặt bằng. Nhóm đầu tiên số 2 á là mặt bằng trần. Nhóm số 3 đó là mặt đứng. Và nhóm số 4 á là mặt cắt. Đối với mặt cắt thì sau này chúng ta sẽ có mặt cắt nhỏ bên trong nữa. Vậy thì chúng ta quy ước là mặt cắt lớn ở ngoài là mặt cắt AABB. Rồi mặt cắt nhỏ hơn thì chúng ta gọi là 1234. Sau khi tạo cái danh mục bản vẽ xong thì thông thường cái bản vẽ thiết kế sơ phát á thì chỉ vòng vòng bông một số cái bản vẽ như thế này thôi. Các bạn làm cái đồ án đầu tiên thì các bạn tạo danh mục bản vẽ như thế này. Sau đó đồ án thứ hai thì các bạn save cái file này lại thành cái template. Nó có sẵn những cái bản vẽ này, chúng ta không phải làm lại nữa. Bây giờ tôi vào top view, tôi chọn công cụ là sheet để tôi tạo sheet. Xuất hiện hộp thoại new sheet. Sau đó tôi click vào low family. Tôi vào tài liệu Revit học viên. Trong thư viện RS18 có một title block. Ở đây có những cái khung tên tôi tạo sẵn. Giả sử tôi lấy khung tên công ty KPA. Tôi lấy khung tên A3, khổ giấy ngang, khung tên đứng thế này. Sau đó tôi click Open. Các bạn nhìn ở bên dưới, các bạn thấy nó liệt kê những cái sheet, danh mục bản vẽ mà chúng ta đã đánh vào trong cái bảng này rồi. Nhưng nó chưa có trong cái sheet. Các bạn sheet chọn hết toàn bộ những cái tên này. Sau đó các bạn click OK. Lập tức phần mềm nó sẽ tạo toàn bộ cái sheet cho các bạn trong đây như thế này. Chúng ta không cần phải tạo từng cái sheet. Tôi trở lại bảng thống kê danh mục bản vẽ. Ở bước 5, tôi vào panel sorting grouping. Tôi sort by sheet number và tôi check vào rank total. Sau đó tôi sửa cái chữ dưới đây là tổng số bản vẽ. Trong bước 6, tôi vào panel formatting. Chỗ sheet number, tôi cho nó canh giữa và sheet name là canh trái. Trong panel appearance, tôi check vào outline. Tôi bỏ check blank row before data. Chỗ outline thì tôi đổi thành nó là đường medium line. Chỗ mục title text, tôi đổi nó thành là 3.0 area on bone. Header text nó là 2.5 area on bone. Và body text là 2.2 area on. Tôi mới OK. Bước 8. Tôi click vào chữ danh mục bản vẽ. Các bạn thấy xuất hiện công cụ resize. Tôi click vào nó. Cái kích thước của nó đang là 10 ly. Là cái ô này nó cao 10 ly như thế này. Tôi sửa nó thành 7 ly thôi. Rồi tôi OK cho nó nhỏ lại.